Rồi, chào anh em nha. Hôm nay nhận tiếp một con này hình như là C21i Rumi nha anh em. Máy cũng khá lâu rồi, lốp bể và sườn cong nha. Mình có đăng rất nhiều clip là máy và máy lốp bể và sườn cong đó. Rất là cực nha, mình phải uống lại sườn nha anh em. Uống thì được, nói chung mình cố gắng làm tốt cho khách sử dụng nha. Thì cái này phải tách ra, xong rồi uống lại cái sườn thanh thốm ngon lành thì mình mới ráp được cái màng nha anh em. Nếu không là ráp cái màng vô nó cũng bế nữa nha. Thay cái sườn thì nó tốn tiền, chi phí, nên là mình sẽ cố gắng xử lý hay nhất, dễ nhất cho khách hàng nha. Ok, sau khi tháo hết ốc ra, tiến hành mình tháo ra coi thử coi. Màng thì nó chỉ nằm được không trên thôi. Gỡ pin ra nha anh em. Máy này thì đã thay màn hình một lần rồi này, không biết thay ở đâu, có thay lần rồi. Đó. Gỡ hết ra luôn anh em. Rồi mình sẽ đi uống cái sườn lại trước nha anh em. Tháo màn lại trước luôn. Ok nha anh em, màng tháo xong. Giờ mình sẽ vệ sinh sạch và uống sườn thanh thốm lại nha anh em. Thì sườn nó hơi cong nha. Ok, sau khi vệ sinh sạch sẽ và uống lại sườn thanh nha anh em. Giờ mình sẽ ráp màng test thử nha. Này chính xác là C21i anh em. Hình như hết pin thì mình sạc thử. Ok anh em, sạc pin vô. Mình lên màng test thử coi. Ok, lên khá là mượt. Mật khẩu thì bó tay rồi. Sẽ test sơ. Rồi, bây giờ thì bắt đầu mình dán màng, dán cường lực và ráp lại là xong nha anh em. Thân ái chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Mình sẽ bóp liên tục để anh em tham khảo nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo.